3. Yes. Yo, chào mừng cả nhà quay trở lại cái series game về Pokemon Go. Lại mình đây, tôi chẳng cả nhà. Hôm nay là ngày Kyurem, chúng ta sẽ được đi đánh Kyurem từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều ha. Và sáng nay thì mình có sử dụng thẻ remote. Mình đã sử dụng một cái Genie để đánh một thẻ đầu tiên. Và thẻ thứ hai thì mình được một bạn ha, Will, trên Forex của Facebook mời mình. Ok, chúng ta cùng bắt đầu và đi săn cái bạn này cùng với mình này. Ok, và mình sẽ mở deck sớm trong cái năm 2024 này của Kyurem. Let's go, chúng ta cùng bắt đầu nào. Ok, và mình đã được mình sử dụng Pokémon, chúng ta sẽ vào đánh nha. Và Kyurem chúng ta sẽ có CP đó là 92.860 cái nhà. cái lúc mà Pokémon vừa mở lúc 8 giờ thì mình đã chọn vào luôn, sau đó đợi 1.600 người ha. Thì mình được vào đầu tiên. Được vào lần đầu tiên trong cái ngày đào luôn. Ok, Kyurem. Bao nhiêu bạn đây, chúng ta sẽ có là 11 bạn cả nhà, 11 người đánh trong này. Đó. Và trong cái team lần này thì mình sử dụng Zekrom được khuyến khích trong Bukacini cả nhà, Zekrom hai chiêu điện luôn, giống như là Skitree với lại bạn Katana, hai Pokemon của thế giới Ultra Beast. Đây, một bé tí hồn. Mặc dù mà là nhỏ xíu nhưng mà đam khá là to cái nhà. Rồi xung quanh này mình thấy là cũng có Zekrom cũng rất là nhiều. Nói chung là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Zekrom khá là nhiều đó cả nhà. Và Katana ha, nó sẽ được đề xuất khi mà chúng ta đánh Red Day Kyurem. Ok. Rồi, bạn đầu tiên cả nhà. Ở trong năm 2022 thì mình đã mở deck được một bạn, đó là CP được 96 của nhà. AV nhà, sorry cái nhà. AV 96 và mình cắt đến bây giờ được khoảng tầm 100 mấy đá. Một lần mở cái này thì được 70 đến 80 đá primal. Nhưng mà đợt trước mình nhớ là hình như là mình được làm nhiệm vụ gì ấy, nó sẽ cho thêm một ít đá nữa. Rồi hôm nay thì hy vọng là sẽ đánh được nhiều và sẽ kiếm được 400 đá để tiêu hóa Primal, cũng như là có Shiny, Hundo, hoặc là nếu mà try thì mình được Lucky cũng ok. Thảm quá nhỉ. Quá thảm luôn. Rồi, mọi người có được Shiny ha. Shiny của Kyurem. Ok. Khá là lâu, các bạn 11 bạn mà đánh như thế này là mình thấy là rất là mạnh nha. Kyurem khá là mạnh. Chướng. Đó. Bùm. Rồi, cái lúc này mình thay nguyên một team luôn, nguyên một team của mình lại đội hình lúc đầu ấy. Mình sẽ match revive lại. Rồi sử dụng lại thôi cả nhà, chúng ta return lại thôi. Return 3 đồ. Rồi. Để mà tạo được cái team này thì chắc có lẽ mình sẽ làm một cái video sau cho các bạn mới ha. Ngày hôm nay thì nếu mà các bạn không có team đi đánh thì chúng ta sử dụng một cái Genie giống mình nha. Mình sẽ đi với lại một bạn của mình, xung quanh có các cái team và mình sẽ sử dụng một cái Genie để mời. Chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn trong một cái Genie. Đó là một là chúng ta sẽ chọn được 6 người trở lên, hai là chúng ta sẽ chọn được 8 người trở lên. Và khi mà chọn 8 người trở lên chúng ta sẽ mời được 10 bạn nha. Một lần thì chúng ta sẽ mời 5 bạn đầu tiên, sau đó đợi khoảng tầm mười mấy 20 giây gì đó thì chúng ta sẽ mời tiếp được 5 bạn nữa. Thì tổng cộng là chúng ta sẽ có 10 bạn và mình nữa. Đó là tổng lại là chúng ta sẽ có 11 người đánh ha. Đó tính luôn là hot luôn đó cả nhà. Đó, nếu mà chúng ta có thêm được các cái bạn friend. Ok, chúng ta xem bạn đầu tiên trong ngày của mình luôn đó nha. Đó, bạn đầu tiên mở deck 2024 ha. Go to summary. Ok, let's go. 70 đá thôi, nhưng mà được 70 đá, 11 bóng. Go to bonus challenge. Boom, yes. Shiny nè. Tuyệt vời luôn. Quá đã luôn cả nhà ơi. Quá đẹp. Màu hường. Màu hường nam tính. Quá may mắn luôn các bạn. Sau 3 raid ha, không phải một raid ở năm 2022. Sau đó là một bạn bắt trong Shadow. Thì bạn thứ hai này mình mở deck Shiny. Ok. 2265 CP.
AV là hai sao thôi nha, nhưng mà kệ ha, mình cắt lại để sau này, để chiều này nếu mà bạn mình có được send đi tiếp theo thì mình sẽ chơi Lucky Friend, chúng ta sẽ tìm được 3 sao thôi. Hy vọng sẽ được Lucky 3 sao đó nha. Ok. Rồi sau đó thì bạn Will đã mời mình ha, mời mình đến tiếp. Đó, nhưng chúng ta có các cái bạn nhiều quá, chúng ta có nhiều bạn thì bạn Will này ở nước ngoài cả nhà, Will ở nước ngoài mời. Rồi, cảm ơn Will rất là nhiều nếu mà xem video của mình nha. Chúng ta cùng tiếp tục. Đây là cái lần remote thứ hai của mình. Test kiểu rồi, hy vọng sẽ có sang đi tiếp. Thường thường đa số là có rồi thì nó khá là khó để chúng ta sang lại tiếp một sang đi nữa nha, hay lắm thì mới được hai sang đi liên tục thì đa số là ít lắm, đánh đi nhất cũng phải là 10 bạn, 20 bạn nữa thì hay lắm thì mới có lại. Ok, bùm, cái lúc này là 20 bạn rồi này. Ở bên nước ngoài nói nhiều quá nha. Bên này là bên Úc. Đó. Rồi. Ok. Đẹp quá các bạn, rainbow đẹp quá. Nhưng mà rất tiếc là không đủ đá ha. Sau khi mình đánh xong cái bạn xe đi đầu tiên, có được xe đi đầu tiên thì mình được 200 đá cả nhà. Sau khi bạn này xong thì mình được 80 đá nữa, đó là 280 mấy đá rồi. Để mà rainbow bạn này chúng ta phải cần 400 đá. Hơi căng. Ta sẽ đánh 5 đến 6 cái okay, luôn mới đủ. Rồi. Xong cái ngày này thì ngày 23 à, đúng ngày 23 không ta? 21 hay 23 ta? À, chúng ta sẽ có tiếp tục đó là Groudon. Ok, Groudon sẽ đi đẹp nữa ha, sẽ đi màu vàng đẹp nữa nha. Bạn bạn này màu hồng đã đẹp rồi. Groudon màu vàng đẹp nữa. Ngầu ngầu ha. Ok. Kiểu nhưng mình nếu mà trong PvP của Master League thì Killer sẽ sử dụng nhiều hơn, cho nên là cả nhà tập trung sang ha. Ok, Hyper Silver 4, hai cái Revive, Fast TM, Stardust, ok, and 10.000 XP. Và chúng ta sẽ có bạn nào đây? Yes. 80 đá ha. Chỉ có 8 bóng thôi các bạn, 8 bóng thôi. Vô. Rồi, không được sẽ đi nha, 2 3 1 2. Ok. Bạn này bắn khi mà chúng ta bắt ấy, thì nó chạy qua chạy lại cái nhà, cũng như là đánh nó không kiểu như nó không song sáo như là Shadow ha. Đó. Kiểu mình ném xong tầm khoảng 1 2 lần thì bắt đầu cái bé này đứng im luôn, đứng im tại chỗ luôn. Không đánh không gì hết, chúng ta sẽ chờ đánh để ném bóng, nhưng mà đó liệu được lại hơi khó bắt ha. Thôi mọi người chú ý nha, bạn này nếu mà ném không đàng hoàng là chúng ta sẽ ít bóng và chúng ta sẽ có dễ bị chặt ấy, dễ bị chạy cái nè. Nếu mà đi chúng ta có team friend nhiều với nhau thì chúng ta sẽ được bonus thêm bóng nha. Thánh lặng hoàn lại luôn. Ok, chiều nay 2 giờ mình sẽ bắt đầu tiếp cái lượt đi còn lại của ở Việt Nam cả nhà. Red Day. Ok, thì lúc này bắt xong rồi các bạn. 2312. Và mình kiểm tra thì IV của mình được 87 thôi. Ok, như vậy là hai cái raid remote đầu tiên mà nó được hai bạn một Sunny, một 3 sao 87 ha, cũng được ok rồi cả nhà. Rồi, chúc cả nhà sẽ có được Sunny Hindu. Rồi Lucky Try trong cái ngày hôm nay. Rồi, tạm biệt cả nhà và hy vọng cả nhà sẽ like cũng như là đăng ký nha. Nhớ join group để tham gia tương tác cho vui cả nhà. Rồi, bye bye và hẹn cả nhà các video lần sau. Yes, ok, bye bye.